Xin chào toàn thể bà con nhà vườn. Nay em lên tham quan khu vườn của anh Phan Văn Suy, cũng ở xã Ea Tó, huyện Công Năng, tỉnh Đắk Lắk. Khu vườn này có khoảng 200 cây sầu riêng, năm nay cho quả năm thứ hai. Đợt này anh cắt rau cuối, mỗi cây lẻ tẻ có mấy quả. Hôm nay là anh xả rau cuối. Các đội ngũ nhân viên có mấy người thôi, mấy anh em xuống hỗ trợ giúp anh công tác xả rau cuối kết thúc vụ niên vụ 2022. Thì mới kính chúc toàn thể bà con có một ngày tràn đầy năng lượng cũng như được mùa trong dịp sang năm 2023. Bà con thì cho em một lượt đăng ký cũng như lượt like. Cây này của anh chia sẻ là anh cây này đã trải qua năm 59 rồi, 99 năm chặng đường. Vườn này thì thâm canh đủ các loại cây, cây từ cây 1 năm cho đến cây 9 năm, thậm chí có cây gần 20 năm. Cây gần 20 năm thì em ở trên kia em hồ quay cái đấy, năm nay anh bảo là 130 trái, kinh khủng luôn, dự tính như 5 tạ, cắt gần hết rồi. Đây, trước mặt bà con đây là cái cây năm nay năm nay anh cho ăn trái. Con nhìn thấy này, cây già hồng hào luôn, già hồng hào mà anh để cành thưa đó, và con áp dụng để cành thưa luôn. Cành thưa thì cành nó cho cái cành nó khỏe. Đây, hầu như là anh để hầu như là 5 mét anh bấm ngọn hết, chắc chưa đến được 5 mét đâu bà con. Đây, anh trồng 12 mét, khoảng cách 12 mét anh xen cả giữa sô le, nên là cái cây sầu riêng tơ này năm ngoái anh trồng, năm nay chắc được 1 năm này, anh chăm tốt lắm, anh đủ phân gà là cũng như phân bò. Hay là đây, cây này năm thứ 7, năm ngoái sai quá, anh bảo năm ngoái là 80 trái cây này, nhưng là năm nay hình như là được có 3 trái cắt hết rồi. Anh thâm canh các loại cây nhé, từ 1 năm cho đến 10, nhưng mà chủ yếu là 9 năm nhiều. Có một đâu đó 3 cây 20 năm rồi bà con. Đây, trước mặt bà con cái này là cây năm thứ 5. Anh để cảnh sát cái gốc quá, mà tới đây em cũng có bảo là anh cắt tỉa những cây gốc đi đỡ cho anh nấm. Lá anh đẹp, lá đẹp đấy bà con, lá xanh dày, cũng là sầu riêng này. Đây, em sẽ quay cho bà con trong quá trình ghi hình thì bà con cho em được đăng ký. Bà con nhìn vườn này, ấn tượng chưa bà con? Sầu riêng anh để cành thưa lắm bà con, không để nhiều đâu. Bà con cứ áp dụng là để thưa cho cành thôi, đừng có để nhiều, để nhiều là cành nó nhỏ, nó yếu, nó suy. Đây là em sẽ ghi hình cho cận cảnh cho bà con này. Cái gốc này, gốc năm nay sang năm anh mới cho bói nhá. Đây, 5 năm đây mà cành đã to thế này là bà con này. Đấy, em đếm thì khoảng 15 cành. Cây này anh chưa dọn cành mà. Đây, vườn nhà anh này, bà con nhìn này, đông đặc hết sầu riêng. Trước mặt bà con đây là cái cây mua sân kinh. Cây này 3 năm mà bà con nhìn này, khiếp thật. Dòng mua sân kinh này 3 năm anh chăm này, cành cũng bằng cổ tay hết rồi bà con. Sau năm anh bảo cho vài trái thử ăn xem nó ở trên khu vực Ea Tó có ăn có ngon không.
Đây, con nhìn cái vườn đông đặc của anh này, có như là sầu riêng hết, toàn bộ là sầu riêng. Áp dụng vẫn để cỏ lên mà, mọi người sẽ lên trên đỉnh này sẽ quay cho toàn cảnh với con này. Hôm nay là anh ấy xả rau cuối cùng, kết thúc niên vụ 2022 và chuẩn bị niên vụ 2023. Hôm nay trời nắng đẹp quá, khu vực Đắk Lắk mình hôm nay nắng đẹp, trong bao nhiêu ngày mưa gió hôm nay được ngày nắng đẹp. Nắng này thì cắt sầu riêng được bao phê luôn. Kia, trước mặt quý vị các bạn nhé, cây 20 năm đấy. Năm nào mất mùa thì được 3 tạ, năm được mùa thì 6 tạ. Kinh khủng luôn cây đấy. Trước mặt đấy. Yeah, mọi người trước mặt nhé. Đây. Đây là cây 8 năm. Anh chăm sầu riêng tốt lắm. Bà con cứ đổ phân mạnh vào. Đắk Lắk mình, khu vực miền Đông này đang đang nằm trong dây chuyền chính ngạch của xuất khẩu sang Trung Quốc. Vì vậy bà con cứ mạnh dạn mạnh tay chăm chăm bẵm cũng như thuốc thang đầy đủ. Tới đây thì anh thu xong thì anh cho rửa vườn. Anh thì hay thường xuyên dùng các loại cốc 85 bà con. Còn em thì em dùng cái Coca Maza 85. Cái đấy nó tẩy rửa cả rong rêu luôn bà con nhé. Coca Maza nhé. Gói màu trắng sữa. Cái lượng trái nhà anh nhiều lắm mà anh xả ra là rau cuối cùng. Rau thứ ba cuối cùng. Bộ lá của anh này, bộ lá nhà ông anh làm bao phê luôn bà con ạ. Đây, hấp dẫn chưa bà con? Bà con xem hay cho em lượt đăng ký cũng như lượt like cũng như để cho em có thêm động lực làm nhiều video và giới thiệu về sầu riêng và giới thiệu toàn bộ quá trình trong quá trình làm sầu riêng hoặc ăn uống hay là các kiểu như lúa. Nói chung em ghi nhiều loại phương tiện, nhiều loại hình. Đây, chúc mừng quý vị các bạn, cây này năm nay năm thứ 8. Đẹp. Bao phê. Cành to chưa mọi người? Vâng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc tất cả mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng và niềm vui. Kính chúc bà con sang năm tới thì được mùa bội thu, giúp cho Việt Nam mình thành nơi xuất khẩu sầu riêng lớn nhất Đông Nam Á. Xin chào bà con nhé.